Chào mọi người, mình là Thủy. Hôm nay Thủy rất là vui khi được cùng với mọi người học tiếng Anh qua bài hát. Và bài hát ngày hôm nay sẽ là bài hát Believer. Chào các bạn ha, mình là Thủy, co-founder của Kids English. Hôm nay Thủy chọn một bài hát mà rất là nhiều các bạn, đông đảo các bạn yêu cầu. Đó là bài hát Believer. Thực ra là cái style nhạc này thì nó không phải là hợp với style nhạc của Thủy lắm. Nhưng mà rất là may mắn khi tìm được một cô mà cổ cover bài này, nó khá cùng với tông của mình. Tất nhiên thì bài này không phải là một bài dễ, nhưng mà ca đại khúc này là một ca khúc rất hit à. Và cái nội dung bài hát cũng khá là hay. Believer, các bạn có thể hiểu nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà khi Thủy tìm hiểu cái nội dung, tìm hiểu này nọ, thì nó giống như cái đức tin, một con người có niềm tin vậy đó. Tức là sau những nỗi khổ đau thì anh ấy vùng lên, anh ấy vẫn đứng dậy trên nỗi đau của mình để có những cái niềm tin riêng của mình và sống tiếp, sống tốt. À, thì các bạn hãy cùng học hát bài này thử nha. Và trong bài hát này có rất nhiều từ vựng mới các bạn có thể học được, và cũng như là xem cái phát âm của mình. Cho nên các bạn nhớ theo dõi đến cuối nhé. Cảm ơn mọi người. Bắt đầu nha. Nghe nhạc nha. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, oh, the way that things have been. Oh, oh. Rồi, bây giờ mình cùng coi nhé. Đầu tiên á, của hát như sau. Đây là một cái lời mà bạn sẽ thấy là anh chàng này đang tự sự, nói về cảm xúc của mình. Anh đề cập ra là điều thứ nhất nè, điều thứ hai nè, điều thứ ba nè. Nói chung anh đang kể lể rất là nhiều. Các bạn cùng coi thử nha. First thing first. À, cái điều đầu tiên là I'm gonna say all the words inside my head. Tôi sẽ nói toàn bộ những cái lời, những cái từ trong tâm trí của mình. Thì mình hiểu nôm na đây là tôi sẽ nói hết tất cả những suy nghĩ của tôi ra. I'm fired up and tired of the way that things have been. Là gì ta? Fired up ở đây nó có bạn có thể hiểu hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên á, nó là cái sự hào hứng. Nghĩa thứ hai cũng nghĩa là sự tức giận. Thì trong trường hợp này Thủy chọn sự hào hứng đi ha. Tôi đã khá là hào hứng và cũng khá là tired of something, có nghĩa là mình khá là mệt mỏi. Mệt mỏi bởi cái cách mà mọi thứ nó đang diễn ra. That the things have been. Aha, tóm lại là anh chàng này khá là mệt mỏi về cuộc sống của mình. Mà nếu hôm nay mình hiểu cởi hơn á, thì ảnh đi diễn nè, ảnh đi show nhiều, ảnh không có thời gian dành cho gia đình, cho vợ con của mình, cho nên thậm chí đi chơi với vợ con của mình nữa. Nên là trong một lúc nào đó ảnh cảm thấy khá là mệt mỏi. Aha, I'm fired up and tired of. Ở đây các bạn học một cụm khá là hay ha. Mình sẽ học cụm là to be tired of something, hoặc là of doing something, là mình mệt mỏi vì một cái gì đó, hoặc mệt mỏi làm một cái gì đó. Ok ha. Rồi. Things have been, mọi thứ nó đang diễn ra dạo gần đây. The way that things have been, cái cách mà mọi thứ nó đang diễn ra. The way ở đây là cái cách ha. Ví dụ mình có cái bài hát ngày xưa là Love the way you are, đúng không? À, yêu cái cách mà em là như vậy, hoặc là Love the way you lie, là anh thích cái cách mà em nói xạo anh, kiểu như vậy ha. Thì the way đây là cái cách mà mình gọi là như đó. Ok ha. Thì đoạn đầu tiên anh chàng này chia sẻ cái tâm sự của mình. Anh chia sẻ rất nhiều điều khác nhau. Trong bài hát này có 3 điều. Điều đầu tiên đó chính là ok, các bạn mình ngồi với coi nhé. Bây giờ mọi người sẽ coi thử Thủy một vài điểm phát âm. Phát âm đầu tiên là chữ first. À, thì mặc dù mình hát mình sẽ không bật cái âm T ra rất rõ, nhưng các bạn sẽ thấy là đối với cái chữ first, nếu mình nói mình sẽ nhớ là nó là st, và mình sẽ bật là first, first, first. Ok, từ thứ hai là từ things. Cái từ này thì thấy mọi người nói chung là không phải là ai cũng làm được. Và trong rất nhiều những cái hướng dẫn ở phía trước, trong những cái bài hát trước, thì đã hướng dẫn mọi người nó âm thơ này rồi, đúng không? Nhất là bài hôm trước là bài gì ta? À, Sing Me To Sleep. À, nó sẽ là lửa dưới hai răng, đẩy hơi ra mọi người nha. Nó sẽ là things. Very good. Rồi, I'ma say all the world. All ha. Đây là mình đánh cái lửa lên nè. All the. À, nếu mà chữ âm trước chữ thing á thì là nó là đẩy hơi, nó là âm câm. Không phải, sorry, âm vô thanh. Thì cái âm the này là âm hữu thanh, các bạn để ý nha. Vô thanh là hơi không thôi, là có hữu thanh. Thì hai cái âm này nè, nó giống nhau về khẩu hình, như một cái làm rung cuốn họng, một cái không làm rung. Ở đây nó sẽ là thing, còn đây sẽ là the. Ok, rồi the word inside my head ha. Head là cái đầu. Rồi, I'm fired up, đọc nối là fired up cũng được, mà fired up cũng được ha. Nhớ là up, không phải là up, mà nó là up. And tired of, tired. À, nó bình thường nó sẽ là tired,
Nhưng mà nên đọc nó là tired of cũng được ha. The way that things have been. Các bạn sẽ nghe nó đọc nối bởi vì chữ h này nè nó là âm c, âm yếu nên nó sẽ bị cái âm z phía trước nó lấn vô. Các bạn để ý nha. Mình sẽ nói là things have been. Đọc nhanh ha. Things have been. Okay. Rồi, the way that things have been. Okay. Rồi, cái này thì không có một điểm phát âm nào nữa hết. Các bạn cùng hát với Thủy nha. À, quên, cái chữ I'm. Nhưng mà nhớ giùm Thủy không phải là I'm ha, mà nói là âm a âm y. Nó sẽ là I am. Hát nha. Rồi, cùng đi với Thủy ha. Go. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. Đi từng câu nha. First thing first, I'm gonna say all the words inside my head. Lại nha. Da 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 da. À, đây ha. Đây nha. First thing first, I'm gonna say all the words inside my head. Tiếp nha. I'm fired up and tired of the way that things have been. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, oh. Lại một chút nữa nè. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. Rồi, tiếp nha. The way that things have been, oh, oh. The way that things have been, oh, oh. The way that things have been, oh, oh. Rồi, được không mọi người? Đi chung với Thủy hết đoạn đầu lại nha. Go. Yo. First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, oh, the way that things have been. Oh, oh. Go. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail and the master of my sea. Oh, oh, the master of my sea. Oh, oh. Rồi, tiếp ha. Second thing, second. Cái điều thứ hai là don't you tell me what you think that I can be. Rồi, cái đoạn câu này nó ý muốn nói là bạn đừng có dạy tôi ha, là tôi, bạn nghĩ là tôi sẽ thành cái gì. Bạn không cần phải nói á, là ra là bạn muốn tôi trở thành cái gì đâu. Tôi biết tôi là ai. I'm the one at the sail. Sail ở đây là thuyền buồm ha. Và tôi là người ta dương buồm lên. I'm the master of my sea. Tôi là người chủ của cái cuộc đời, cái gọi là cái biển của mình, cái đại dương của mình. Tức là tôi là người giăng buồm, tôi là người chinh phục cái đại dương của chính tôi. Aha, the master of my sea, làm chủ cái đại dương của chính tôi. Nói chung là tôi là người làm chủ cuộc đời tôi, và không ai, không đứa nào mà nó giống như là ảnh hưởng đến cuộc đời được, hay là nói kể tôi nghe là bạn muốn thành cái gì cả, bởi vì tôi at the sail and master of the sea. Okay, ở đây các bạn để ý giúp Thủy một vài điểm phát âm nha. Đầu tiên là second, don't you. Ở đây đọc nối nha. Trong những cái bài hát trước Thủy đã hướng dẫn mình cái âm nối rồi đúng không? Thì tương tự âm t và chữ y nó sẽ là don't you. Alright, tell me. Âm tờ e ha, tell. Đừng đọc là teo teo nha, đừng có việc teo mà nó sẽ là việc tell. Rồi ok ha, tell me what you. Đây cũng nối nha, don't you. Đây cũng là what you think that I can be. I'm the one at the sail. Âm này là âm e i, mọi người đừng đọc là sail nhé. Mình sẽ là âm l, mình sẽ là sail. I'm the master of my sea. Master. Có một số bạn kia đi, ta đi học master ha, nó sẽ có âm s ở đuôi, mình sẽ là master. Có âm mọi người nhé, master of the sea. Alright, rồi bây giờ mình cùng nghe cổ hát và mình cùng hát chung với mình với cổ nha. Go. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. Các bạn để ý nói nha. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. À, lại nha. Second thing, second, don't...
nối luôn nhé. Second thing, second don't. Second thing, second don't you tell me what you think that I can be. À, lại nha. Second thing, second don't you tell me what you think that I can be. Tiếp nha. Tiếp nghe. I'm the one at the sail and the master of my sea. I'm the one at the sail and the master of my sea. Oh, oh, the master of my sea. Oh, oh. Rồi, đi lại lần nữa nha. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Rồi, đoạn này sẽ đi chậm cho bạn nha. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. Don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, oh. Rồi, nhớ cái đoạn ngắt nhịp ra nha, để nó không bị lộn ha. Các bạn cứ tua lại chậm lại, đưa lên tua lại nhiều lần cái đoạn tôi vừa hát cho dễ cũng được ha. Rồi, đi lại đoạn cuối nha. Go. Go. Second thing, second thing, to tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail and the master of my sea. Oh, oh, the master of my sea. Oh, oh. Hay ha, tiếp nha. Rồi, chuẩn bị đến đoạn khó nhằn này, các bạn cùng học với thử nha. Go. I was broken from a young age, shaking my soul again. To the masses, write out my poems. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Ok, rồi à. Ráng lắm mới hát được đó nha mọi người. Nói chung là, thì nói rồi, bài này không phải là tông giọng của Thủy, nhưng mà mình vẫn coi nha. Rồi, I was broken from a young age. Là vậy ta? Tôi đã vụn vỡ, tôi đã từng vỡ vụn khi mà tôi còn là một đứa trẻ, khi mà tôi còn rất là trẻ. Broken ở đây mình còn có thể hiểu nghĩa khác nữa là nói chung tôi đã rần rất là đau khổ ha, khi mà tôi còn là những một đứa trẻ. Taking my soaking to the masses ha. Soaking ở đây là cái sự hờn dỗi, cái sự nói chung là cái sự mà gọi là không có hài lòng, cái sự hờn dỗi á. Thì taking my soaking to the masses, mass ở đây là đám đông, và tôi đã ném ha, lấy cái hờn dỗi của mình áp lên cho đám đông. Alright, write down my poems for the few, là tôi đã viết những cái bài hát của mình, những bài thơ của mình cho một số ít. À, tức là kiểu giống như là tôi bất cần với những đám đông và tôi chỉ tập trung ha, tôi dành hết tâm huyết để tôi viết những cái bài viết những cái bài hát, viết những cái bài thơ mà phục vụ cho số ít thôi. À, that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Cái nhóm mà ít người á mà luôn luôn nhìn tôi, dõi theo tôi, took to me ha. À, gọi là bám lấy tôi, shook to me ha. Shook ở đây các bạn hiểu nôm na ha. Shake là quá khứ của shook, shook là quá khứ của shake. Giống như là rung á, rung động theo tôi và cảm được tôi. Thì kể như vậy ha, tôi không phục vụ số đông ha, tôi chỉ phục vụ cho một số ít thôi. Những người mà luôn luôn dõi theo tôi, những người yêu thương tôi, những người gọi là rung động vì tôi và những người cảm được con người của tôi. Ở đây các bạn để ý một vài điểm phát âm giùm Thủy ha. Thứ nhất là broken. Có một số bạn là broken, broken, nó âm ơ, nó sẽ là broken, broken. Từ broken cũng hay lắm nha. Ví dụ mình nói là cái gì đó nó bị hỏng hóc, thì mình cũng sẽ là cái gì đó is broken. Ví dụ, cái đồng hồ này hư rồi, thì sẽ the watch is broken. Kiểu như vậy ha. Rồi, from a young age, mình sẽ nghe cái âm j ở đuôi cô này hát rất rõ ha. From a young age, taking my soaking to the masses. Các bạn xin nếu các bạn nghe kỹ, các bạn sẽ thấy cô age của có âm j bật ra. Từ nữa ha, từ này sẽ là từ soaking ha, sự hờn dỗi, soaking. Nó là âm ơ và nó chỉ l, mình sẽ là soaking. Alright, mass. Và số nhiều là masses. Âm này là âm ae, mình sẽ là ea, masses. Alright, write down my poems. Cái từ này Thủy viết luôn cái chữ down, bởi vì tôi thấy mọi người hay nói là đau. Ừ, đừng có đau đớn như đây hết á. Mình sẽ là write down ha. Write down. Âm này là âm d. Write down. Down. Down đớn. Ok ha. Down. Alright. Write down my poems. Và dùng Thủy âm này là âm p. Mình bật ra nhá. Đừng có bow âm ha. Mình đừng có bo em. Nó là âm o. Po. Poems. Poems. For the few. Right. That look at me. Ở đây là looked at, bởi vì nó âm ed, nó sẽ là looked
và nó đọc nối là looked at me, looked at me. Các bạn để ý khi mà bạn nghe cô hát, cô sẽ hát là looked at me. Alright, talk to me, shook to me, feeling me. Nhớ là chữ feel âm y dài nhé. Feel, feeling me, feeling me, feeling me. Ok, hát chung với Thủy nha. Go. My COO. Go. I was broken from a young age, taking my soul again to the master. Melody of my poem for the few that look at me, took to me, shook to me, feeling me. Rồi, đi từng câu đi ha, không là khủng hoảng luôn á. Yo. I'm the master of my sea. Oh, oh. Yo. I'm the master of my sea. Oh, oh. Yo. I was broken from a young age, taking my soul again to the mercy. Đi ha. I was broken from a young age, taking my soul again to the masses. Aha, các bạn nhớ ngắt như vậy nha. Mình hát nhanh thì nó sẽ âm điệu nó khác nhưng mà nhớ là ngắt này ha. I was broken from a young age, taking my soul again to the masses, taking my soul again to the masses, soul again to the masses, soul again to the masses. Nhớ những cái ngắt ngắt như vậy nha. Lại ha, go. I was broken from a young age, taking my soul again to the masses. Nhá 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 nhá, vậy hả, tiếp hả. I was broken from a young age, taking my soul again to the masses, write out my poems for the masses. Tiếp nha. My poems for the few that look at to me, shook to me, feeling me. That looked at me, took to me, shook to me, feeling me. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Nhớ nha, nó ngắt hết ba đó. That looked at me, ngắt một phát. Took to me, ngắt một phát. Shook to me, ngắt một phát. Feeling me. Cái đoạn này các bạn phải tập đi tập lại nhiều lần nha, chứ các bạn dễ bị hát bị rối lắm nha. Nghe lại ha. For the few that looked at me, looked to me, shook to me, feeling me. Write down my poem for the few that... For the few that look at me, cô đọc nối liền luôn ha. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Ok, rồi, đây là lần cuối nha. From the young age, taking my soul again to the masses, write out my poems. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Rồi, ok ha. Không phải dễ nha, từ từ nha. Nhắc lại lần cuối nữa ha, các bạn đi chung với Thủy nha. Broken from a young age, taking my soul again to the masses, taking my soul again to the masses. Write down my poems, write down my poems for the few. Write down my poems for the few that looked at me, that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Này, okay, à, đi lại phát cuối nha, go. I was broken from a young age, taking my soul again to the masses, write out and my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. Rồi, tiếp nha. Gọi là đúng kiểu là hát theo thì được, nhưng mà theo mà phân tích từng từ cho mọi người hát theo thì nó cũng hơi challenging với Thủy chút xíu. Mọi người tập thêm nhiều nha. Rồi, ca tiếp nha. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from my heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through their pain. Rồi, ok á, anh nói như sao á, singing from heartache, for heartache, ha? Heartache, ở đây là heart, A, đọc nó là heartache, hoặc heartache cũng được, nhưng mà heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson from the brain, and seeing the beauty through the pain. Rồi ở đây mọi người nếu nôm na, hồi nãy là anh có đề cập đến những cái poems anh viết đúng không? Rồi, và hát từ những cái cơn đau nhói ha, hát từ những cơn đau tim, rồi gọi là những cái tim nhói đau, hát từ những con tim nhói đau, rồi taking my message from the vein. Vein ở đây mọi người biết cái vein, cái van máu của mình đúng không? Đây là veins ha. Rồi, từ tiếp theo ha, từ message. À, có một số là message, nó không phải nha. Nó là âm đu là âm j, mình sẽ là message. Aha, veins.
đọc với Thủy nha. Veins. Alright, speaking có một anh là speak, speak. Âm này là âm y dài, mình sẽ là âm y và nó sẽ là speaking. Alright, my lesson from the brain. Rồi, pain là âm ae, vein cũng âm ae và brain hay là brain nha, nó là âm a, nó sẽ là brain. Aha, seeing the beauty. Các bạn nhớ beautiful là tính từ là đẹp, còn beauty là danh từ có nghĩa là sự đẹp. Through the pain. Ở đây các bạn để ý cái âm through này ha, nó cũng bắt đầu bằng chữ thần thánh và nó sẽ là through. Mới đọc thì các bạn sẽ hơi khó đọc, nhưng mà các bạn đừng đọc là through nhé, nó sẽ là through. Ok, cùng đi với Thủy nha. Go. Singing from heartache, from the pain, taking my message from the vein. Singing, không phải là singing nha, âm này là âm ngờ. Singing from the heartache, from the pain, taking my message from the veins. Các bạn đi ha. Singing from the heartache, from the pain, taking my message from the vein. Nói chung là không có nhạc, nó hơi nghe nó xuống xíu nha. Đi lại ha. Singing from heartache, from the pain, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Ok ạ. Rồi hát chung Thủy miếng đoạn này nha. Singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Rồi, tiếp nha. Đoạn này đoạn cuối rồi đó. Các bạn cùng coi ha. You made me a believer. Pain. You break me. My life, my love, my joy, I came from pain. Rồi, cái đoạn này của hát remix của bỏ thôi, mình sẽ vẫn để thứ dịch cho mình nha. Rồi, you make me a, mọi người, các bạn, các bạn làm cho tôi, các bạn làm cho tôi thành một người có một cái lòng tin, sống có một niềm tin. You break me down. Mình hiểu hôm nay break me down là bạn làm tôi gục ngã. You build me up, rồi bạn lại tôi lại nâng tôi lên. Believer, cái người đáng, cái gọi là cái người tin á, giống như kiểu là đức tin á. Ví dụ như mình tin vào Chúa Trời, mình tin vào một cái gì đó, thì ở đây mình hiểu hôm nay giống như là believer, đây là cái người, một người để mình tin ha, đức tin ha. Rồi, oh let the bullets fly. Bullets là những cái viên đạn phiêu chiêu vậy này ha. Để những viên đạn nó bay và để những viên đạn nó rơi bập xuống. My life, cuộc sống của tôi. My love, tình yêu của tôi. My drive, những cái động lực, những cái động cơ của tôi. It came from pain, nó đến từ những nỗi đau. Như thế này có chia sẻ với mọi người đúng không? Anh này, tất cả những gì mà giờ anh ấy làm, khi mà anh nghĩ lại, anh sẽ thấy một chuyện là nothing for free, không có gì là miễn phí hết trơn á. Cái gì cũng sẽ là phải trả giá, cái gì cũng phải có nỗi đau. Nhưng mà nỗi đau đó ảnh cảm thấy nó đáng tin. Believer. Ok, rồi được không mọi người? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng coi một vài điểm phát âm nhé. Đầu tiên là made me a believer. Make someone something là làm nó như thế nào đó ha. Rồi, believer. Rồi, you break me down. Break là âm e, cũng là âm e thần thánh nha. Nó sẽ là break me down and build me up. Build, âm này là âm y ngắn, nó sẽ là build ha. Build me up. Believer. Oh let the bullet fly, oh let them rain. My life, my love, my drive. Cái từ drive không phải là lái nha, danh từ nó nghĩa là động cơ, một cái động lực nữa ha. Mình sẽ là âm dr, nó sẽ là drive. Và it came, không phải là came ha, đừng có came nha, nó làm ee luôn, nó sẽ là came. Công nhận các bạn ngày hôm nay toàn âm ee nhiều không ha. Came from pain, nó đến từ những nỗi đau. Rồi cùng nghe cô hát với Thủy, tập chung Thủy nha. Go. You made me a believer. You prayed the bullets fly, you let them rain.
fly, let them rain. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my dry, I came from. My life, my love, my dry, it came from pain. Rồi hát tiếp, rồi sao được chưa? Rồi, thấy cái phần này thì khá là dễ, thì nghĩ là mọi người sẽ hát được. Bây giờ chúng ta hãy cùng hát chung với nhau nguyên bài này luôn nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng hát chung với Thủy nguyên bài nhé. Có nhạc vô thì chắc nó đỡ phô hơn. Mời mọi người thông cảm nhé. Go. First thing first, I must say all the words inside my head. I'm a fighter up and tighter of the way that things have been. Oh, oh, the way that things have been. Oh, oh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail and the master of my sea. Oh, oh, the master of my sea. Oh, oh. I was broken from a young age, taking my soul in to the masses, write out my poem for the veil that looked at me, took to me, shook to me, feeling me. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Fly, I let them rain. My life, my love, my dry, it came from pain. Da, 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 da. Ok, vừa chúng ta đã hoàn thành xong bài hát ngày hôm nay, bài Believer. Thật ra bài hát này, cái mà Thủy nhận được đó chính là một cái câu khẩu hiệu vô cùng hay, đó là nothing for free, không có gì là miễn phí hết á. Mọi thứ để bạn đạt được thì bạn cần phải trải qua nỗi đau. Thì nhớ hồi xưa lúc mà Thủy gọi là lúc mà có em bé, bắt đầu mang bầu có em bé, có những cái buổi trưa nắng là nắng luôn, và cũng khá là mỏi, khá là đau lưng các bạn biết rồi mà, nhưng mà cũng ráng gọi là làm những clip, làm những video, và đó là động, đó là lý do vì sao mà bây giờ thì vẫn được nhận, gọi là vẫn duy trì cái kênh YouTube của mình và vẫn được nhận rất là nhiều sự đón nhận của các bạn. Và Thủy rất là mong mỏi, hy vọng là kênh YouTube của mình ngày càng một phát triển hơn. Và như vậy lúc đó thì mới nhận ra một chuyện là nothing for free, ngày mai phải cảm ơn ngày hôm nay vì những nỗ lực ngày hôm nay trải qua. Cho nên giống như anh chàng trong bài hát này ha, anh học rất nhiều thứ, học từ những nỗi đau ha, rồi những gọi là vein, là những cái vết máu. Rồi những cái lesson from the pain, bạn sẽ vắt não ra ngồi suy nghĩ mọi thứ. Thì tóm lại là người ta có break ảnh down, người ta có build ảnh up, thì ảnh vẫn luôn luôn gọi là phát triển lên mỗi ngày, và ảnh learn, ảnh develop, ảnh dry from the pain. Nói chung là mọi thứ không có gì là miễn phí cả, mọi thứ đều phải đánh đổi hết. Ok, chúc mọi người sẽ tìm ra những cái động cơ vô cùng tuyệt vời để mình đánh đổi nha. Rồi, một lần nữa thì đã hoàn thành xong chủ đề của ngày hôm nay. Và như thường lệ thì trước khi kết thúc thì vẫn cảm ơn mọi người vẫn đã dành thời gian coi cùng Thủy. Và Thủy vẫn đang hiện tại, vẫn đang ưu đãi cái khóa học online của mình, khóa giao tiếp Daily Talk. Hơn 40 video, 500 những mẫu câu thông dụng và những từ vựng thông dụng, và chỉ với một mức giá vô cùng siêu ưu đãi là 99.000 thôi. Mọi người nhớ đăng ký nhanh nhé. Cảm ơn mọi người. Bye.